Hello, xin chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn. Hello, xin chào cả nhà. Con chào cả nhà. Xin chào cả nhà. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Tuấn Chép Cuộc Sống ở Thái Lan. Ok cả nhà ơi, hôm nay lại quay lại với gia đình Châu Chép quay một clip về công việc của em Chép nhé cả nhà ơi. Hello, xin chào em Chép. Xin chào mọi người. Anh quay clip nào. Ok cả nhà, thì hôm nay chúng ta sẽ quay một cái clip về công việc thường ngày của em Chép nha cả nhà. Có rất nhiều quý cô chú anh chị và các bạn cũng muốn biết về em Chép làm gì. còn nhiều cô chú thì cũng đã biết rồi. Hôm nay chúng ta quay thêm một cái để cho mọi người hiểu rõ hơn về cái công việc của em Chép nha cả nhà ơi. Đấy. Thì em Chép đâu? Em Chép làm nghề gì em Chép? Đang bán hàng. Em Chép bán túi sách nha cả nhà. Đấy. Bây giờ em Chép đang chụp ảnh. Đang chụp ảnh để bán online nhé cả nhà. Đúng rồi, bán khác. Vừa bán ở quán mà vừa bán ở shop và vừa bán ở trên mạng này ơi. Buổi sáng mới ngủ dậy mở cửa hàng ra thì có ngay một vị khách đến mua. Đây chính là em nhân viên nóng lẻn. Hello. Em Lèn vẫn chưa có người yêu nhé cả nhà. Lèn, Lèn vui quá. Mọi người ơi. Mọi người ơi. Em chưa có. Người yêu. Ok. Em Chép sẽ chụp hình để bán online. Thì mỗi lần em Chép bán online sẽ đăng khoảng tầm 200-300 cái lên trên mạng cả nhà. Đây là một vòng quanh shop của em Chép. Có rất nhiều loại túi luôn, giỏ sách các cả nhà. Từ nhỏ đến lớn. Giá thì chỉ có 560k Việt Nam đồng thôi cả nhà ơi. Cái này thì chỉ có... Cái này chỉ có bao nhiêu nhỉ? Cái này chỉ có khoảng tầm 60k. Biết sao à? Bên này cũng rất là nhiều cả nhà ơi. Quả sách rất là nhiều. Có cả túi nam nữa. Cái này thì khoảng 6 mấy ca nhé cả nhà. 70k. Ba lô như vậy thì sẽ cao hơn một chút. Ba lô thì có giá khoảng hơn 70k cả nhà. Rất là dễ thương. Đây là cặp. Giá cả không cao nhé cả nhà. Thì hiện tại đang là buổi sáng nên là sẽ ít người, ít khách cả nhà, chủ yếu là tập trung vào buổi tối. Thì buổi tối là cái lúc mà phố đi bộ người ta đi phố đi bộ. Cái này là khu phố đi bộ mà cả nhà, nên là nó sẽ đông đúc vào buổi tối cả nhà. Ban ngày thì chỉ có lai dài thôi. Ok, thì hôm nay chúng ta sẽ cùng theo dõi một ngày bán hàng của gia đình Việt Thái nha cả nhà ơi. Bước sang hai bố con chúng ta sẽ giúp mẹ Chép bán giỏ sách nha con. Ok cả nhà. Ok cả nhà. Cố lên. Cố lên. Hiện tại thì đã có khách vào live dài nha cả nhà ơi. Có khách rồi em Chép ơi. Hôm nay thu hoạch lớn rồi nhỉ. Sẽ đông vào buổi tối nha cả nhà. Ok cả nhà ơi, vì là ban ngày thì là sẽ ít khách nên là cho em Chép sẽ đưa lúc so đi xem phim nhé cả nhà. Ta đi dạp chiếu phim để xem phim xong rồi tối về chúng ta quay tiếp. Cả nhà ơi, cả nhà chúng ta đang đi xem phim. Cái dạp chiếu phim này nó ở gần nhà mình nên là chỉ có 5 phút là đến nơi cả nhà. Để xe máy đi nhé. Bây giờ chúng ta đang đi lên trên tầng trên, dạp chiếu phim ở tầng trên đó cả nhà. Không biết là hôm nay có phim gì hay hay không? Để cả nhà chúng ta cùng xem. Ở đây là rạp chiếu phim. Em
Chép đang chọn phim, ở đây có rất là nhiều phim. Định đưa lúc so đi xem cái phim kia cả nhà. Phim Bà Bóng Bi, nhưng mà người ta hôm nay vẫn chưa quay, vẫn chưa chiếu. Muốn định đưa con đi xem cái này để so. Nhưng mà chưa xem phim gì đây hôm nay. Đã mua vé xong rồi và mua cả bim bim để vào trong đó đi xem nữa. Bây giờ chúng ta đi xem phim nha cả nhà. Xem phim khủng long chấp nhỉ. Đi xem phim được cả nhà, ở trong này sẽ không quay được nha. Hai bố con và mẹ Chép xem phim xong rồi đưa lúc cho đi chơi. Sợ chơi. Ôi, lúc cho cao lắm. Cao. Sắp lướt. Chính chắn mang lên sống kho luôn. Đánh đi con, kho. Đánh đi. Không đâu, em kéo xe đi chơi. Có bông nha mọi người ơi. Rồi bắt đầu có đi chơi cái khác. Lúc kho không có biết chơi. Lại Tuấn. Thích chơi thôi. Tuấn. Người đòi chơi. Lúc kho là người theo. Thôi bây giờ thì hai mẹ con em Chép và Lúc So đang chơi bóng rổ nha cả nhà. Đây. Ai sẽ là người chiến thắng? Cố lên Lúc So. Cố lên. Yeah, Lúc So vào rồi. So cố gắng lên. Mẹ Chép vào rồi, mẹ Chép chiến thắng. Nhà ơi, tối nay gia đình Châu sẽ ăn toàn những món Việt Nam nha cả nhà. Cái này là do món Việt Nam của người Việt mình mở ở Thái cả nhà ơi. Có thịt gà lá chanh, rồi thịt gà chiên với lại tỏi ớt. Rồi đây là món nộm gỏi, lòng xào. Rồi đây là dưa leo xào. Đây là món tôm lươn, cháo lòng. Mời cả nhà ăn cơm. Mời cả nhà ăn chung. Mời cả nhà ăn cơm. Đây là món dồi này. So con ăn dồi đi không? Con rồi. Rồi. Này có đi qua này. Qua. Rồi. Bên trung à? Bên trung của ha. Bán thịt gà hay con? Hay lên rồi. Thịt gà. Búa cập chim tà. Thơm. Ủng hộ người Việt mình ở Thái Lan đi so con. Bố ơi, con phải uống Coca. Con lên. Bạn đem chim nha, lỗi mà. Cái tuần nó làm cái gì? Cắt nó lên. Cái thịt gà lá chanh. Này không biết gì nữa, cô cháu. Thịt gà lá chanh. Chấm với lại muối này. Này thử đi. Gà lá chanh con, ngon. Không. Món này là món nộm à? Ăn đùi lướt bạc. Nộm kiểu Việt Nam này. Chép này, nộm kiểu Việt này. Cái này cũng có không giống gỏi của Thái Lan lắm nhỉ. Mày giống này. Anh ấy sống đây ngay. Lấy gương này. Ôi, cái bên tám này. Con nói là đúng cái đi là đúng cái cổ. Cái này không ăn à? Nhưng mà nó có da. Trước cả nhà ơi. Em Chép khi mà mới lấy em Chép cả nhà, em Chép không biết ăn đồ ăn Việt nha cả nhà. Sau khi sống một thời gian, em Chép bắt đầu quen, rồi bắt đầu thích ăn đồ ăn Việt. Cái món em Chép thích ăn như thế là bún đậu mắm tôm này, rồi bánh cuốn này, rồi bún chả này. Đó là một trong số món mà em Chép thích ăn. Bấm chưa? Đúng không? Cái ngon chắc nè. Cái này ăn với cháu lắm. Ăn cà phó xem nè. Nói sao vậy? Cà phó hồi trời. Rồi. Lượt. Cái này là rồi. Cái này là cái này cỏ lượt. Đúng rồi. Tinh thái là trái cỏ á. Ra bên lượt. Tinh thái là cái này là trái cỏ. Làm rồi. Nhưng mà ở Thái người ta không ăn. Người ta không làm. Chua quá. Cỏi mới xài bà lá. Ngon. Ngon.
không ăn gì cả lắm. Ăn nhanh đi. Ô, ăn nhiều đi. Ăn cháo lòng ăn xong. Được. Lớn nhanh. Y fotón. Ok cả nhà ơi, hiện tại bây giờ đang là hơn 11 giờ đêm nhé cả nhà. Chúng ta chuẩn bị đóng shop rồi cả nhà ơi. Hôm nay chúng ta thu hoạch được bao nhiêu quả chép ơi? Ta sẽ có tổng kết ở đây. 4.840. Đây, hôm nay chúng ta không phải 26 cái nha. Tổng cả là bán được 26 lượt khách và bán được 4.840 bạt nha cả nhà. Và khách nữa. Thì trong đây nó không ghi số lượng cái mà số lượng lượt. Ok. Kiếm tiền thôi. Gạo về, gạo về. Em chép cái nắp tiền thon còn nữa. Con nắp tiền thon còn nó ăn cho bên người Thái. Ở Thái thì có 5 xu này cả nhà. 10 xu. 20. 30. 50. 100. Và 500 và 1.000 nhé cả nhà. 1.000 là cao nhất. 1.000 thì với so với tiền Việt mình khoảng tầm 750k. 750.000. Mình sẽ tính sơ qua về cái thu nhập của em chép nha cả nhà. Thường thường là em chép bán một ngày được 5-6.000 nha cả nhà. Thì có ngày đông khách thì bán lên được 8-9.000, còn cứ ít nhất là cứ 5.000 nha cả nhà. Thì mình cứ nhân với lại 6.000. Thường thường là cứ tính là 6.000 một ngày. Nhân với lại 1 tháng thì nghỉ 2 ngày đi chơi là còn 28 ngày. Nhân với 28 là 1 tháng sẽ được 168.000. Nhân với lại tiền Việt Nam mệnh giá 750 thành 1 tháng tiền bán ở đường trước shop sẽ được 126 triệu nha cả nhà. 126 triệu. Cộng với lại em chép mỗi tháng bán online khoảng tầm 4 lần, mỗi lần khoảng tầm 10.000. 10.000 nhân với 4 là thành khoảng 40.000. 40.000 nhân với lại 750 cộng với lại 126 triệu. Đấy, đây là thu nhập của em chép hàng tháng 156 triệu nhé cả nhà. Thì trừ chọt ra thì trừ tiền thuê nhà 40 triệu. Trừ tiền hàng ra 50% nữa. Trừ đi 50%. Thì còn lại khoảng tầm mỗi tháng khoảng 50 triệu gì đó nha cả nhà. Đấy, đó là thu nhập của em chép về bán giỏ sách hàng tháng. Nhiều cô chú anh chị và các bạn cũng thắc mắc về cái công việc của vợ Thái,
thì là em kép là buôn bán giỏ sách, rồi bán ở đường trước shop, xong rồi bán cả online, rồi bán xỉ bán lẻ rất là nhiều cho người Thái rồi nha. Đấy, thì thu nhập với người Thái như vậy cũng như là đủ ăn đấy các bạn, không có dư nhiều lắm đâu. Bởi vì cái mức chi tiêu về sinh hoạt thì lại cũng cao ấy cả nhà, nên là thường thường thì chỉ có đủ ăn thôi với người Thái á. Ok cả nhà ơi, thì clip hôm nay xin được kết thúc ở đây nha cả nhà. Cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã xem và ủng hộ kênh Tấn Chép Cuộc Sống ở Thái Lan. Nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ gia đình Việt Thái nha. Cảm ơn mọi người, bye bye. Bye. Đó, mẹ Chép. Bye bye. Bye bye. Bye bye.